Mến chào quý vị đang song hành cùng kênh TV Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội. Vâng, chào mọi người. Hôm nay thì Bình có đưa lên những cái hình ảnh mà các bạn trẻ tại Việt Nam đang cổ súy cho các phong trào hành động vì đồng tâm. Và những cái hình ảnh Bình thiết kế thì được các anh chị chú ý và hỏi cái cách làm nó như thế nào. Thì Bình cũng xin mạn phép nói rõ cho các anh chị là cách làm rất là dễ. Nếu như chúng ta có một cái chút kỹ thuật về phần mềm hình ảnh Photoshop thì tiện đây thì Bình cũng mở cái phần mềm này ra để cho mọi người biết được cái quá trình mình làm việc như thế nào để cho ra được cái hình ảnh như vậy. Thưa quý vị, thì đây là một cái phong trào nên cái chủ đạo của Bình. Vâng, cái ý tưởng này Bình làm thôi, chứ Bình thấy các bạn trẻ ở trong nước cũng năng động để mà làm cái phong trào này, thì Bình đứng ở ngoài, Bình chỉ sáng tạo cho các bạn để các bạn có cái tinh thần các bạn làm việc. Chính vì thế mà Bình sáng tạo một cái góc độ sử dụng hai gam màu đen và trắng để nó có cái sự tương phản rõ rệt về cái cấu trúc truyền tải. Và cái thứ hai đó là cái điểm chúng ta muốn đánh thẳng vào cái nét nhìn của mọi người là phong trào hành động vì đồng tâm. Muốn làm được cái hình này thì chắc chắn rằng là quý anh chị cũng đã thấy được rằng là đây là cái hình vuông. Trước mắt chúng ta có thể vào file, chúng ta bấm vào new, rồi chúng ta chọn cái custom này nè, rồi chúng ta sẽ sử dụng bằng cm, 10 chiều ngang, 10cm chiều rộng. Đơn giản như vậy thôi, nó sẽ ra được một cái tấm hình như thế này. Hoặc là Bình đã làm được một cái tấm hình sẵn rồi, thì tiện đây Bình cũng sẽ đưa ra để cho mọi người thấy được cái cách làm của Bình. Trước tiên thì Bình lấy cái tấm hình đen này ra ha. Đó. Và để làm được cái hình ảnh này thì Bình cũng phải dùng những cái hình ảnh khác để đưa vào cái cấu trúc hình đen này. Hình đen này nó sẽ có hình của cụ Lê Đình Kình và chị Cấn Thị Thêu. Vâng, chị là cụ tù nhân lương tâm. Thì trước mắt Bình sẽ lấy cái tấm hình của chị Cấn Thị Thêu và Bình phóng to ra ha. Thì các anh chị mình cứ bấm vào cái ô tròn này cũng được, hoặc là mình bấm trên bàn phím của mình là Control Tab Pad ha, thì nó sẽ ra cái phóng to như thế này. Chúng ta thấy là phóng to ra thì gương mặt nhân vật ở đây nó sẽ bị rạng. Chính vì vậy mà chúng ta lại sử dụng cái hình giọt nước ở bên đây. Đây, những cái thanh công cụ này, những cái hình giọt nước, và Bình sẽ đẩy kích cỡ cho cái làn da này nó láng hơn một chút. Bình vuốt và Bình vuốt nhé. Đó quý vị, vuốt nhẹ nhẹ thôi. Chúng ta bôi đi những cái vết rạn là do hình chúng ta tải ở trên mạng về. Chúng ta làm đẹp như thế này thì chắc chắn rằng là nó sẽ mịn màng hơn. Tay con chuột Bình nhấn lên trong hình để mà Bình kéo nó. Đó, Bình vuốt kéo hình ha. Kéo hình lên xuống như thế này. Thì bây giờ là tách cái hình này ra, thì chúng ta phải sử dụng cái kỹ thuật cắt. Đây, Bình sử dụng cái kỹ thuật cắt đơn giản nhất để cho anh chị những cái gọi là tự làm nó dễ hiểu hơn. Đây, Bình sử dụng cái hình cắt như thế này. Bình bấm vô ha. Và Bình chọn ở đây, đó là 2 pixel, 2 pixel hoặc là 1.5 pixel thôi. 1.5 độ mờ á, khi mà cái vết cắt của mình á nó sẽ mờ dần mà nó không có bị cứng nhắc. Bình đưa hình Bình cắt, đó, đơn giản như thế này thôi. Chúng ta đã thấy được rằng là chúng ta cắt theo cái viền của cái tấm hình nha, tại vì đây là cái tông màu trắng đen nên đôi lúc rằng là cái phần tóc chúng ta không cần lấy những cái tóc con ở phía bên ngoài. Đó, tóc con ở phía bên ngoài thì kỹ thuật của các bạn phải rất là cao thì các bạn mới lấy được cái phần tóc con. Nhưng mà vì cái tông màu của mình chỉ là đen trắng, sau khi chúng ta định vị được hết cái khuôn hình thì chúng ta bấm Ctrl C rồi chúng ta bấm Ctrl V thì nó sẽ ra được cái tấm hình
đây cái tấm hình bình đã cắt đó, tấm hình bình đã cắt bình à, đó, tấm hình dưới nó là cái hình trụ đó và cái hình trên nó là cái hình cắt. Rồi sau đó thì bình lại à, thì à, chúng ta bắt đầu là chúng ta sử dụng lấy cái hình của chị cứng thịt theo hồi nãy chúng ta cắt được rồi. Bây giờ là chúng ta nắm click con chuột trái và giữ nó, nắm cái gương mặt hình của chị theo được cắt đưa qua cái tấm hình bên đây và chúng ta thả con chuột ra, hình nó sẽ qua bên đây. Thì bắt đầu là chúng ta cũng lại cắt thêm cái hình của cụ Kinh để mà chúng ta đưa vào. Thì nó cũng cái cách cắt như cái kiểu hồi nãy là cắt hình của chị cứng thịt theo. Cái hình của cụ Kinh mình lấy mình cũng đưa vào và nó là một cái hình màu, thì mình sẽ sử dụng chuyển tải hình cụ Kinh thành đen trắng. Mình bấm vào cái background nhé, mình bấm vào cái background như thế này, mình cũng duplicate layer, ok đó, và mình bấm ok. Rồi mình cũng bên cái layer bên đây mình giữ chuột trái và mình kéo nó lên qua khỏi cái tấm hình của chị cứng thịt theo. Rồi sau khi chúng ta đã kéo cái background copy như thế này, ta sử dụng cái công cụ cắt bằng cái vòng tròn đó nhé. Bây giờ cái hình ảnh của chị theo đang nằm đây. Đó, chúng ta click vào cái background copy này và chúng ta định vị cái gương mặt của chị theo nằm ở đây. Ok. Đó, chúng ta để đó, bắt đầu là chúng ta bấm cắt bằng cái nút delete. Đó, chúng ta thấy delete. Và delete từ từ thôi, chúng ta kéo xuống. Nó sẽ cắt dần dần nhé. Nó sẽ cắt dần. Đó, chúng ta đã thấy được khi cắt dần nó sẽ lộ ra rất là tự nhiên, cái nền tảng đá nó sẽ ăn dần vào trong cái hình của chị theo như thế này. Rồi thì sau đó chúng ta đã có được cái tấm hình như thế này rồi, bắt đầu là chúng ta đến phiên là làm chữ nhé. Hành động vì đồng tâm, chúng ta bắt đầu là vô cái thanh công cụ đánh chữ, thì chúng ta bấm vào cái công cụ đánh chữ, chúng ta click vào, chúng ta mới đặt để đây. Đó, thì bắt đầu là chúng ta đánh, chúng ta viết bằng chữ in, thì chúng ta sử dụng cái nút cấp lock đó, chúng ta bật lên nhé. Vâng, sau khi có cái chữ hành động vì đồng tâm rồi ha, thì bắt đầu là chúng ta bấm Ctrl T, chúng ta chỉnh sửa cái chữ cho nó hợp một chút, và sau đó chúng ta click hai cái vào nó và chúng ta đi vào cái layer style ha, và mình làm cho nó có cái phông sáng ở phía ngoài nó mờ, thì mình sử dụng outer và chúng ta chọn cái màu, vâng, màu trắng, và chúng ta chỉnh sửa một chút opacity, chúng ta kéo lên 100%, và cái độ mềm mại của cái chữ này sẽ chọn tùy mọi người thôi, mọi người thích cỡ nào thì chúng ta để cỡ đó, nhưng mà nó vừa vừa thôi, mình để 20. Và cái size như thế này là mình kéo hết nó luôn, kéo qua bên tay phải luôn. Ok, thì khi ta bấm ok nó sẽ ra trắng bóc như thế này. Đó, chúng ta đã thấy. Và bây giờ cái chữ nó sáng quá, chúng ta không thấy đường, thì chúng ta bấm cái layer đó, thì chúng ta thấy cái chữ fill ở bên cái layer đó, chúng ta kéo xuống hết. Và bây giờ cái bóng hình này nó sáng quá đó, mình bắt đầu là mình giảm nó bằng cách là mình cũng ở phía trên cái chữ fill nó là opacity, nó là 100%, mình kéo xuống mình kéo xuống dần, mình kéo xuống dần ở mình thấy nó được ha, quý anh chị thấy nó được ok rồi đó. Thì bắt đầu chúng ta ngưng, thì bây giờ là mình để là 56-55 thôi. Và sau khi chúng ta được hai cái hình này rồi, thì bắt đầu chúng ta cũng click vào cái layer đó bằng chuột phải và chúng ta bấm double layer đó, layer 1 copy, chúng ta bấm ok, nó sẽ sáng hơn ha. Tại vì này nó là cái chữ nha quý vị, kết dính hai hình này với nhau, rồi mình bấm Ctrl E thì bắt đầu nó dán
dán hai hình này thì bây giờ nó đã có cái chữ này rồi nhé. Nó đã có cái chữ này rồi. Đây, Bình nó lớn ra thì bắt đầu bây giờ là Bình dùng cái công cụ cắt nha. Cắt vuông như thế này. Đây nè, Bình bấm vô cái chữ nối thành hình vuông đó. Đó bắt đầu là Bình cắt thôi. Đó, Bình đưa qua, Bình chọn, đó Bình cắt. Đó, Bình cắt. Đó, đó quý vị thấy chưa? Rất là tạo rất là đẹp. Phần phía trên Bình cắt thì như thế nào thì phần phía dưới Bình cũng làm như vậy. Tương xứng thôi. Rồi Bình bấm delete. Nó sẽ ra như thế này. Ok. Đó, Bình sẽ chọn ở đấy. Và khi chúng ta làm quên Bình sử dụng cái ruler, cái cây thước nhá. Cái cây thước thì Bình vô cái chữ view này, nó để xuống ha. Bấm vô cái chữ view này nó sẽ rulers. Đó. Hoặc là Bình bấm control R nó sẽ ra ha. Đó, giờ bắt đầu là Bình ra cái cây thước kìa. Anh chị thấy cái thước phần phía ngang và phần phía dọc bên đây nó cũng có. Đây Bình kéo công cụ ra. Đó, phần phía dọc bên đây nó cũng có cái thước. Và bắt đầu là Bình cứ chỉnh cái chữ hành động như thế này nè. Đó. Đó, Bình nhắm. Bình nhắm. Bấm Ctrl T nó hiện ra thì bắt đầu là Bình cứ đó. Click nút lên nút xuống, Bình kéo cái laser nó đi theo cái chỗ mà Bình ưng ý nhất. Và chúng ta cân nó trái phải ha. Từ đây là số 0, qua bên đây nó là 15. Ok, thì cái hình này nó phải là nằm từ 7:30 đến 8 hình của kênh. Thì bắt đầu là ra như thế này rồi. Thì lại làm thêm cái phần chữ Establishment of Downtown Texas. Ok, bây giờ chữ nó bự quá thì bắt đầu là Bình kéo nó, Bình bấm Ctrl T. Bình bấm Ctrl T, Bình kéo nó. Đó. Và Bình giữ cái phím Shift, Bình kéo nó. Bình kéo nó. Rồi bắt đầu là Bình chỉnh nó. Giờ Bình phóng lớn ra nhé. Bình phóng lớn nó ra. Cái Establishment này. Giờ Bình tạo cái chữ, cái chiều cao của nó thấp hơn một chút đi. Thế là Bình kéo nó lên. Đó, như thế này. Nó tạo ra hai cái chữ. Đó. Rồi sau đó chúng ta bấm xuống phần phía dưới. Phía dưới đây là chỉ cần tùy theo thì tên của nhân vật này thì bắt đầu là không cần dấu đó nhé. Rồi chúng ta đó. Rồi chúng ta đã có cái chữ như vậy rồi, bắt đầu là chúng ta có bấm con nút lên xuống trái phải lên xuống chúng ta cái phải và chúng ta để phía phần giữa nó 7:30 đó. Chúng ta canh nhé, chúng ta canh đó. Giờ Bình phóng lớn ra. Chữ như thế này thì Bình có thể là Bình kéo cho nó chiều cao nó hẹp xuống một xí nha. Rồi bấm Enter. Đó. Bằng cách là như thế này, chúng ta đã tạo nên một tấm hình. Đó. Chúng ta đã tạo nên một tấm hình phong trào theo cái tông màu trắng và đen. Đó. Và bây giờ chúng ta Save As. Đó. Chúng ta Save As thì chúng ta chọn JPEG nhá. Chúng ta chọn JPEG. Đó. Và phong trào vuông đây tên là chị Thiếu, cứng thì Thiếu ha. Đó, thì mình đánh chữ cứng thì Thiếu. Rồi chúng ta Save và small file and large file chúng ta kéo hết qua bên phải luôn, quality 12 maximum, và chúng ta bấm ok là nó sẽ cho chúng ta được cái hình ảnh
của chị Cấn Thị Thêu. Như vậy là xong rồi. Đó, chúng ta đã tạo được một bộ cái phong cách mà mấy anh chị đã thắc mắc với Bình là cách làm như thế nào, thì Bình chỉ dẫn các anh chị như thế này. Thì Bình cũng mong rằng qua cái phần hướng dẫn làm hình ảnh như thế này cho phong trào, thì các anh chị đã có sẵn máy tính bàn ở nhà hoặc laptop, thì chúng ta nên sử dụng cho mình những cái tấm rất là đặc biệt về bản thân mình cho phong trào này được triển nở một cách nó đẹp hơn trong mắt mọi người. Vâng, Bình cảm ơn quý vị đã đến với cái góc nhìn về kỹ thuật làm hình của Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội. Vâng, quý vị mà có cái thắc mắc gì hoặc là nếu cần thiết thì chắc chắn Bình sẽ làm hết mình để hướng dẫn cho quý anh chị có được những cái kỹ thuật sâu hơn về góc độ hình ảnh này. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người đến với phong trào yêu nước tại quốc nội vì cái tâm của chính mình, đừng vì vụ lợi hoặc là danh vọng ảo. Vâng, cảm ơn mọi người.